Đây là rau muống của làng Sen Chiểu, thứ rau muống nổi tiếng ngày xưa để tiến vua. Các vua nhà Nguyễn là rất thích cái thứ rau muống này. Một bên là rau muống cạn, nó ngắn. Một bên là rau muống bè nước. Nó cùng là một cái thứ ấy cả. Lá nó đặc biệt là nó ngắn. Cái lá nó ngắn hơn cái thứ rau muống thường. Cùng tốt như thế này thì cái lá rau muống thường nó phải dài hơn gấp rưỡi. Và cái này khi luộc thì nó bở. Mà nếu chẻ ra để ăn sống thì nó lại rất giòn, không dai. Mà rau muống cạn đây. Và rau muống nó chỉ khác nhau một chút đấy. Cái lá thì nó tròn hơn, ngắn hơn. Của làng Sen Chiểu ở sát Sơn Tây. Rau muống Sen Chiểu luộc nó xanh ngắt và rất chóng chín. Nước mới sôi một dạo mà bấm một cái đã đứt ra ngay rồi. Vài phút nữa là được.